Viện sử Toàn Thư rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lúc thì làm tướng võ, khi thì làm tướng văn, giúp cho đế nghiệp của nhà Trần uy danh sánh ngang với Trần Quốc Tuấn. Đây là những gì mà Khâm Định Viện sử không dám cương mục viết về nhân vật lịch sử mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Không ai khác, đó chính là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, thượng tướng của nhà Trần, vừa làm thơ vừa đánh giặc. Hãy cùng theo dõi video để biết thêm thông tin về cuộc đời và con người của ông. Trần Quang Khải sinh vào tháng 10 âm lịch, năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 10, 1241. Ông là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, mẹ là Thuận Thiên Hoàng hậu Lý Thị, con gái trưởng Lý Huệ Tông. Ông là em cùng cha, cùng mẹ với Thái tử Trần Hoảng, tức vua Trần Thánh Tông. Người anh đầu của hai ông là Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang, dù cùng mẹ sinh và được Thái Tông nhận làm con, nhưng thật ra là con của Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bộ Quốc Sử Đại Việt biên soạn năm 1479 thời Hậu Lê đã để lại một chi tiết về thời niên thiếu của Trần Quang Khải. Quang Khải lúc mới sinh, phát chứng kinh suýt chết. Thái Tông lấy áo của Thượng Hoàng và thanh gươm báu truyền quốc để bên cạnh rồi bảo ông: "Nếu sống lại, sẽ ban cho những thứ này." Đến khi sống lại, Thái Tông nói: "Gươm báu truyền quốc không thể trao bừa, chỉ ban cho áo của Thượng Hoàng thôi." Trong thời niên thiếu, Trần Quang Khải là một cậu học sinh chăm chỉ, cần cù. Về văn chương cũng như về võ bị, ông đều ra công rèn luyện, tu dưỡng. Đặc biệt, ông còn am hiểu nhiều thứ ngôn ngữ của các dân tộc khác. Lịch Triều Hiến Chương của Phan Huy Chú, phần nhân vật có ghi về Trần Quang Khải như sau: "Ông nghe rộng, biết nhiều, hiểu thứ tiếng của người nước Phiên. Mỗi khi sứ sang, ông lại được chọn vào thủ tiếp. Ông rất chăm học, hay làm thơ." Thời trẻ của Trần Quang Khải, người ta sử bỏ bản đi, không ghi chép gì cho tới 17 năm. Mãi tới năm Mậu Ngọ 1258, Toàn Thư mới lại cho biết thêm một chi tiết. Năm Mậu Ngọ tháng 11, Trần Thánh Tông phong cho em là Quang Khải làm Chiêu Minh Đại Vương. Năm 1261, triều vua Trần Thánh Tông, Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải được làm Thái úy. Tước Chiêu Minh Đại Vương là tước Trần Thánh Tông phong cho Trần Quang Khải ngay từ khi mới lên ngôi. Trong các triều đại của ta và Tàu, chức Thái úy là chức quan trọng nhất trong ba chức Thái phó, Thái úy, Thái bảo, vì Thái úy nắm binh quyền, có thể nói Thái úy là đại nguyên soái. Thông thường Thái phó là chức quan cao hơn Thái úy. Dưới triều Lê, Thái úy là chức quan cao hơn Thái phó, Thái bảo, xếp hạng như vậy thì hợp lý hơn. Riêng vua Lê Thái Tổ dành chức Thái úy để truy tặng cho hai tướng mà vua yêu thương nhất, đó là ông Lê Thạch và Lê Lai. Năm 1271, triều vua Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải làm tướng quốc Thái úy, tức là ông nắm trọn quyền chính trị và quân sự. Đây là chức tướng quốc và nguyên soái. Năm 1282, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải được phong làm thượng tướng Thái sư, từ Thái úy lên Thái sư. Thái sư là chức quan cao nhất, không có chức nào hơn được. Thượng tướng là chức cao nhất trong quân ngũ dưới triều Trần. Thượng tướng Thái sư. Trần Quang Khải có chức quan cao nhất, không có chức quan nào cao hơn được. Giữ chức thượng tướng để nói rằng vị thái sư này lúc nào cũng là nguyên soái. Một nhà ngoại giao khéo léo. Năm 1277, Thượng Hoàng Thái Tông mất. Năm 1278, Thánh Tông nhường ngôi cho Thái tử Khâm, tức là Nhân Tông. Nhưng đối với Mông Cổ thì bấy giờ Thánh Tông mới lên ngôi, Húc Tất Liệt lấy cớ là vua mới không xin lệnh mà tự lập, sai một phái bộ sang trách hỏi. Tháng 11 năm Nhâm Tý, khoảng tháng 12 năm 1278, phái bộ do Sài Thung dẫn đầu đến biên giới, hạ sách đòi vua Trần phải lên đón. Thánh Tông nhân nhượng, cử ngự sử Đỗ Quốc Kế lên ải Nam Quan. Khi Sài Thung đến bờ sông Hồng, Trần Quang Khải với tư cách là tướng quốc ra đón y, dẫn về sư quán. Ngày 14 tháng Chạp, tức 17 tháng 11 năm 1279, Sài Thung vào triều đọc chiếu thư của Húc Tất Liệt. Chiếu này lời lẽ ngạo mạn láo xược, nội dung trách cứ vua Trần không chịu sang chầu và đe dọa nếu Thánh Tông không sang và không cử con tin sang thì sẽ bị trừng phạt. Lần này vẫn đường lối trước, cương quyết giữ vững lập trường bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, nhưng mềm mỏng linh hoạt trong sách lược, nên vua Trần Thánh Tông tiếp phái bộ Sài Thung rất khéo. Ban đầu theo lệ cũ đặt tiệc ở hành lang, chắc là hành lang đại điện. Sài Thung không nghe, đòi đặt tiệc ở điện tập hiền. Vua Trần cũng y theo.
Trong bữa tiệc, Thánh Tông có vờ kể lể là không biết cưỡi ngựa, không quen phong thổ, không thể đi xa, nhưng cơ bản là không chịu săn chầu Hốt Tất Liệt và cũng không cử một ai sang làm con tin cả. Sở Thông bực tức bỏ về, đến đây, Trần Quang Khải thay vua làm tiếp công việc ngoại giao với bọn sứ nhà Nguyên. Lúc chúng chuẩn bị lên đường, Trần Quang Khải có làm thơ tặng, bài thơ này còn được ghi lại trong Toàn Việt Thi Lục. Nhất phong phượng chiếu hạ thiên đình, chỉ xích hoàng hoa vạn lý hành, Bắc khuyết y quang tranh tổ đạo, Nam châu thổ mộc tận chỉ danh. Khẩu hoàng uy phúc quân bao biết, thân bội an nguy quốc trọng khinh, cảm chúc tứ hiên quân phím ái, hảo vi giật hoảng việt phương sinh. Dịch: thêm son một bức chiếu rồng ban, muôn dặm đường hoa chỉ tất gan, áo mũ đón chào ngoài cửa bắc, cỏ cây biết tiếng khắp trời nam. An nguy dày đúc trong lời nói, xã tắc an nguy nặng gánh mang, dám nghĩ bốn nghi đều lượng bể, dùm che con đỏ chốn viêm bang. Bản dịch của Ngô Linh Ngọc. Phải đặt bài thơ vào hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mới thấy rõ mục đích cũng như tác dụng của nó. Bài thơ lời lẽ rất mềm mỏng, có vẻ cung kính, nhưng cơ bản là cương quyết không chịu sang hầu. Năm 1281, khi nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Việt Nam lần thứ hai, chúng cho Sài Thung đem 1.000 quân đưa bọn Trần Dĩ Ái về nước. Khi tới biên giới, quân Nguyên bị nhà Trần phục đánh, Trần Dĩ Ái bỏ chạy. Sài Thung được rước về Thăng Long để dùng vào kế hoãn binh để có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với giặc. Lúc Sài Thung về Trung Quốc, Trần Quang Khải làm bài thơ tiễn tặng rất thân, nhã, đoạn kết có câu viết: vì thẩm hà thời trùng đổ điện, ân cần ác thủ tự huyên lương. Chưa biết ngày nào lại cùng gặp mặt, để ân cần nắm tay nhau hàn huyên. Vừa đánh tan một đoàn quân với âm mưu xảo quyệt của địch trên biên giới, nhưng lại làm thơ lưu biệt với sứ thần địch, âu đó cũng là một nét đặc biệt trong cuộc đấu tranh ngoại giao của nhà Trần. Không chỉ là nhà quân sự tài tình, Trần Quang Khải còn là một nhà thơ có vị trí trong văn học Việt Nam. Thơ ông được Phan Huy Chú đánh giá là những vần thơ thanh thoát, nhàn nhã, sâu xa và lý thú. Các bài thơ trữ tình của ông đã thể hiện được sự khoáng đạt, gần gũi, gắn bó với cuộc sống của một tâm hồn thi sĩ, yêu thiên nhiên, gắn bó với quê hương đất nước. Thơ Trần Quang Khải còn thể hiện hào khí Đông A, hào khí đời Trần với giọng thơ hùng hồn, hào sảng, đanh thép. Tư tưởng đó được thể hiện trong những án thơ văn bất hủ của ông. Là một nhà ngoại giao, một vị tướng, Trần Quang Khải còn là một nhà thơ. Ông có tập Lạc Đạo Thi, nhưng ngày nay không còn. Thế kỷ 18, Lê Quý Đôn chỉ sưu tầm được 9 bài chép vào Toàn Việt Thi Lục. Trong số này có 3 bài là thơ ngoại giao thù tiết. Đó là những bài Tứ Sài Trang Khanh Lý Trấn Văn Đẳng, Tống Sài Trang Khanh Tặng Bắc Sứ. Các bài còn lại thì trừ bài Tụng Giá Hoàng Kinh Sư đều là thơ tả tâm tình. Phúc Hưng Viên, Giả Thự, Lưu Gia Độ, Xuân Nhật Hữu Cảm. Tuy số lượng ít nhưng cũng đủ cho thấy tâm hồn tác giả, một tâm hồn rất mực sáng trong, thấm đượm tình yêu quê hương đất nước, lại gồm chứa cả cái khí thế thời đại, hào khí Đông A như người ta vẫn gọi. Số lượng còn lại ít ỏi như vậy nhưng cũng đủ cho thấy ông có một niềm lạc quan, một sự khiêm nhượng, một cốt cách dân tộc đậm đà, tất cả được thể hiện ra bằng một năng khiếu quan sát tinh tế, một xúc cảm đẹp đẽ, lành mạnh. Một điểm nổi bật trong thơ Trần Quang Khải là đề tài và chất liệu thật là thân thuộc. Một bến đò, một cánh đồng, một mảnh vườn, một lũy tre, một bờ liễu, một trận mưa xuân trên đường thôn, một khúc sáo một đồng trong chiều sương. Và với bấy nhiêu chất liệu, tác giả vẽ nên bức tranh thật đẹp. Đây là những câu thơ ông miêu tả cảnh vườn quê. Mai ủ tiết tiêu châu bội lỗ, trúc đình luân chuyển bích lan can. Bờ mai khi tuyết tan, nụ kết trắng xóa như chuỗi hạt châu, đình trúc lúc mây quang, bóng tre xanh biếc như ngọc thạch. Và đây là cánh đồng làng quen thuộc. Nhất thanh ngưu địch thanh lâu nguyệt, kỹ phiến nông thoa bích lũng vân. Một tiếng sáo trẻ chăn trâu đem ánh trăng về chiếu trên điếm cỏ, vài tấm áo tơi nhà nông gọi mây phủ lên đồng xanh. Ở tác giả khi quan sát tinh tế mà xúc cảm thật nhạy bén. Vị vật nhuận tòng thiên ngoại vũ, ở nơi xa nhìn như đang mưa, hơi mắt đưa lại làm cảnh vật tươi tỉnh. Qua cái hơi mắt ở đây mà cảm thấy có trận mưa ở đằng xa tận bên trời thì giác quan thật là tinh nhạy. Hoặc như câu Khê phân yến vĩ đoạn hồng trần.
Con ngòi tách ra như đuôi én, Đường muốn ngăn đám bụi hồng thì cảnh rất thực, mà từ thực là sâu thẳm. Và nếu đọc lại bài Tụng Giá Hoàng Kinh cùng bài Vĩnh Long Đổ thì thơ Trần Quang Khải thực tràn đầy khí thế và cũng tràn đầy niềm mong mỏi cho đất nước bền vững. Bài thơ Tụng Giá Hoàng Kinh Sư là một trong số những bài thơ nổi tiếng của ông, được xếp vào một trong những bài thơ hay của thơ cổ nước ta. Đây là bài thơ được Trần Quang Khải viết nhân dịp Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Vua Trần Nhân Tông trở về kinh đô Thăng Long tổ chức ăn mừng chiến thắng. Những vần thơ Trần Quang Khải để lại những ánh hào quang, ghi dấu ấn một sự nghiệp lớn trong cuộc đời của vị thượng tướng nhà Trần. Vừa làm thơ vừa đánh giặc, ông viết Lạc Đạo Tập và tác phẩm của ông nay vẫn còn một số bài liệt kê dưới đây: Tụng Giá Hoàng Kinh Sư, Phúc Hưng Viên, Lưu Gia Độ, Giả Thự. Trần Quang Khải là một vị tướng giỏi. Cuối năm 1282, sau khi từ chối không cho nhà Nguyên mượn đường đi đánh Chiêm Thành, vua Trần liền triệu tập hội nghị Bình Thang. Trong hội nghị, Trần Quang Khải giữ chức thượng tướng, Trần Quốc Tuấn được phong là quốc công tiết chế thống lĩnh thiên hạ chư quân sự, tức là cấp cao nhất về quân sự. Trần Khánh Dư được phong làm phó đô tướng quân, cả nước sục sôi một khí thế chuẩn bị chiến đấu. Tới cuối tháng 1 năm 1285, quân Nguyên vượt biên giới xâm lược nước ta. Chúng cho 3 mũi tiến công, Thoát Hoang là mũi chính từ Quảng Tây đánh qua cửa Nam Quan. Nạp Tốc Lạp Đinh từ Vân Nam đánh theo dòng sông chảy, còn Toa Đô khi đó chiếm đóng phía Bắc Chiêm Thành, đánh thúc lên các lộ phía Nam, nhà Trần liền chia quân đón đánh. Để ngăn cánh quân của Toa Đô, đầu tháng Giêng tức tháng 2 năm 1258, Trần Nhật Duật đã được lệnh vào Nghệ An chuẩn bị chiến trường. Cũng trong thời gian này, vua Trần điều thêm Trần Kiện đem 1 vạn quân vào giữ Thanh Hóa. Trần Kiện tước Chương Hiến Hầu, con trai Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang, trước đây vì hiềm khích đối với Đức Việp, con của Thánh Tông, đã bỏ về Hương Tức Mạc lấy cớ là học đạo Lão Trang. Nay vua Trần ý muốn xóa bỏ hiềm khích trước đó và tạo điều kiện cho Kiện lập công nên mới giao cho y một số quan khá lớn như thế. Tuy vậy, nhưng cũng chưa thật sự yên tâm về phía Nam, nên Trần Quốc Tuấn đề nghị vua Trần cử Trần Quang Khải vào Thanh Nghệ để quán xuyến công việc kháng chiến. Ngày 28 tháng Giêng năm Ất Dậu, tức ngày 5 tháng 3 năm 1285, Quang Khải lên đường. Cũng vào thời gian này, Tô Đô đánh vào lộ Bố Chính, nay là Quảng Bình, và tiến xa tới Nghệ An. Trần Nhật Duật không cản phải rút lui. Khi quân giặc tới Thanh Hóa thì gặp Trần Kiện, cả này không những không chiến đấu mà còn đem cả 1 vạn quân ra hàng giặc vào ngày 8 tháng 3 năm 1285. Sau đó hắn dẫn đường cho quân Nguyên tìm đánh Trần Quang Khải ở bến Phú Tân. Việc Trần Kiện đầu hàng và làm tay sai cho giặc đã gây cho ta nhiều khó khăn. Trần Quang Khải phải rút quân về Thiên Trường, Nam Định, hội với vua Trần. Lúc này Thoát Hoang đã chiếm Thăng Long và dự định đánh tới vua Trần. Lúc này Thoát Hoang đã chiếm Thăng Long để tránh hai gọng kìm quân Nguyên. Vua tôi nhà Trần đã rút về các lộ ven biển ở Quảng Ninh rồi quay trở vào Thanh Hóa để củng cố lực lượng và đợi thời cơ phản công. Và dịp đó đã tới, một tháng sau, tức tháng 4 âm lịch năm đó, khoảng tháng 5 năm 1258, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật và các tướng lệnh khác đem binh thuyền vượt qua vùng chiếm của giặc đóng cọc sông Hồng ở đoạn Hưng Yên. Mở đầu Trần Quốc Tuấn hạ vùng A Lỗ, nằm ở chỗ sông Hồng gặp sông Luộc. Tiếp đó Trần Quốc Toản và Nguyễn Khoái hạ đồn Tây Kết gần bãi Mạn Trù thuộc Khoái Châu. Còn Trần Quang Khải dẫn Trần Quốc Toản và một số tướng khác đánh địch ở bến Chương Dương, Thường Tín, Hà Tây. Về trận này, Toàn Thư chép sơ lược. Ngày 10 tháng 3 năm Ất Dậu, tức 14 tháng 6 năm 1285, có người từ chỗ giặc trốn về đến chỗ vua, tâu rằng Thượng tướng Quang Khải, Hoài Văn Hầu Quốc Toản và Trần Thông Nguyễn Khả Lạp với em là Nguyễn Truyền đem dân binh các lộ đánh bại giặc như ở nơi Kinh Thành, Chương Dương, quan giặc tan vỡ lớn. Chiến thắng Chương Dương có ý nghĩa chiến lược quan trọng vì nó đã tiêu diệt một cứ điểm trọng yếu cuối cùng của địch trên sông Hồng, tạo điều kiện cho việc giải phóng Thăng Long, từ đó mở ra thời kỳ mới, thời kỳ phản công trên các mặt trận, đập tan ý đồ xâm lược của địch, buộc Thoát Hoang phải rút chạy về nước. Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu, tức ngày 9 tháng 7 năm 1258, hai vua Trần cùng triều đình trở lại Thăng Long. Trong dịp này, Trần Quang Khải viết bài Tụng Giá Hoàng Kinh Sư, theo xa giá về Kinh Đô. Đoạt sáu Chương Dương Độ, cầm hồ hàm tử quan, thái bình tu chí lực, vạn cổ thử gian sang. Dịch nghĩa: bến Chương Dương cướp giáo, cửa hàm tử bắt thù, thái bình nên gắng sức, non nước ấy muôn thu. Bài thơ dạt dào niềm tự hào về những chiến công anh liệt,
đồng thời lại vang vọng một lời khích lệ nhắc nhở con cháu muôn đời sau. Năm ấy Trần Quang Khải đã 44 tuổi và từ đây trở đi cho tới khi ông mất ngày 3 tháng 7 năm Giáp Ngọ 1294, ông được mọi người quý mến gọi là Quốc Thúc. Sau khi Thượng tướng Thái sư Triều Minh Đại Vương Trần Quang Khải và vợ là công chúa Phụng Dương mất, nhân dân đã xây dựng đình cao đài để tưởng nhớ công lao của ông và phu nhân của ông trên phần đất trước là Thái Ấp, nay là thôn Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải là một đại thần thanh liêm, cương trực, một nhà chính trị lỗi lạc, một nhà ngoại giao xuất sắc và là một võ tướng hiển hách, trở thành tấm gương sáng cho muôn đời con cháu. Video của Việt Sử Toán Thư đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.